À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 16 tháng 9 và nhận định ngày 17 tháng 9. Trong cái nội dung trình bày hôm nay thì mình sẽ có bốn cái nội dung để chia sẻ với anh chị nhé. Thứ nhất, định về thị trường và cái chiến lược mua bán nay Hay là danh sách các cái cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ trong phiên theo uh, cái phương pháp Kenslim. Hay là danh sách các cái cổ phiếu thiệt khối lượng có vị thế nền tốt, có khả năng tăng giá ở T cộng 3 và sẽ có ngoài cái tích cộng ba đó thì sẽ cho chúng ta lợi nhuận tiếp theo anh chị nhé lớn hơn thế và mình sẽ phân tích nhận định các cổ phiếu theo yêu cầu của các anh chị thì đầu tiên là đối với thị trường chung các anh chị thấy năm nay thị trường là khá là yên ắng đúng không ạ đặc biệt là đối với hsx thì biến động rất là ít VN Index thì đi ngang, VN30 tăng 0,3%. VN Index, VN30 duy trì trên cái đường trung bình MA20 nhé. Đây là một tín hiệu rất là tích cực. Các anh chị có thể xem lại các cái phân tích cũ của mình thì khi thị trường chung chỉ số Index ấy, trên m 20 thì đó là một cái dấu hiệu khá là tốt anh chị nhé. HNX và Upcom thì mua vào. Thì đây chúng ta cần xem. Đối với VN Index này. Đây là mình thành xu hướng lên nhé. Đúng không ạ? Nay thì là 0, không phần trăm khối lượng thấp anh chị nhé rất là yên áng luôn đúng không ạ vẫn trong cái xu hướng lên nhé tay quay nhé Phiên 30 thế nhé xu lên sideways nhé hôm nay là lượng rất là thấp tăng ba phần trăm như vậy thì chúng ta sẽ không cần nói nhiều về cái thị trường xung các cái chỉ số index nữa nó khá là tích cực nhé nó trong một cái xu hướng sideways tích cực là nhiều mã cổ phiếu sau cái phiên rút bỏ ngày hôm qua hôm kia thì cân bằng lại khá là tốt tức là nó kiểm cái lực bán tại cái vùng hỗ trợ cái vùng rút bỏ rất là tốt anh chị nhé thì kiến chiến lược của chúng ta là nắm giữ cái cổ phiếu mạnh tỷ lũy tốt có thể mua gia tăng đối với các cổ phiếu kiệt khối lượng cân bằng tích lũy thậm chí có thể mua một số cổ phiếu bùng nổ nhé tức là cổ phiếu của cái nhóm Kesslim này này và thị trường mình đánh giá là hiện nay khá là tích cực và sẽ có cơ hội tăng giá sắp tới Nếu chúng ta chọn đúng các cổ phiếu thì có lợi nhuận cũng khá là tốt thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là số lượng các cổ phiếu tốt mà có thanh khoản đấy các anh chị nhìn thấy ngày hôm nay là tăng tiếp tục gia tăng này số lượng cổ phiếu tốt gia tăng nhé, lên 427 cổ phiếu rồi và cái điểm trung bình của nó là tăng 0,4% cơ cái này là khá tích cực nhé đối với các cái nhóm ngành thì ở đây thì các anh chị có thể nhóm ngành ở đây để tham khảo để chúng ta chọn cổ phiếu nên chọn những cái nhóm ngành mà từ mức trung bình trở lên các anh chị có thể thấy là ví dụ ở đây là cao nhất nhìn xuống là có khai khoáng này tài chính này bán lẻ này công nghệ này thực phẩm này cao su này dầu khí bảo hiểm dịch vụ vận tải dệt may này tại biển này đó là những cái nhóm từ trung bình trở lên đối với những cái nhóm phía dưới này à, không có nghĩa là nó không tăng lên được nhưng hiện nay dòng tiền nó chưa vào chưa vào anh chị nhé ở à, đợi chúng ta sẽ chờ thêm hiện nay ưu tiên vào những cái nhóm từ nhóm trung bình trở lên à, tiếp theo là danh sách các cái cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ trong phiên ngày hôm nay theo Ken Slim thì anh chị có thể nhìn vào đây này các cổ phiếu này là cho cái điểm mua bùng nổ vượt nền nhé và ngày hôm nay là ngày 16 ấy này thì những cổ phiếu này các anh chị có thể mua trong phiên ngày hôm nay cũng được và đây là cái giá đóng cửa ngày hôm nay này cái giá mà chúng ta xem xét mua thì không nên tăng quá một phần trăm mình đang để một phần trăm thực ra thì nếu mà theo tiêu chuẩn là không nên quá năm phần trăm mà nếu anh chị bị đắt năm phần trăm thì cái lợi nhuận kỳ vọng của các anh chị ở đây là hai mươi phần trăm thì anh chị phải giảm đi đúng không ạ và thứ nhất cái thứ hai nếu anh chị mua đắt ở phía trên thì các anh chị sẽ dễ bị cắt lỗ đúng không bởi vì bảy phần trăm từ cái điểm mua là chúng ta đã cắt lỗ rồi mà cho nên nếu mua cao quá thì rất là dễ bị ao đúng không ạ đấy thì có cái mức hướng dẫn cắt lỗ này đây là cái hướng dẫn cắt lỗ hoặc thanh lý này nếu mà giá thủng ở những cái mức này thì chúng ta nên thanh lý này đấy hoặc là khi nó chạy rồi thì đối với những cổ phiếu trong nền thì khi mà thủng 20 thì cũng nên thanh lý này và chạy rồi thì thủng 30 cũng nên thanh lý này đấy. tiếp theo là một số những cổ phiếu hay thì gọi là cổ phiếu hay và nghĩ là có khả năng cái xác suất tăng giá ở T cộng 3 T cộng 4 rất là cao và thậm chí có thể cho anh chị ở những lợi nhuận cộng cộng nữa Đấy, ở đây thì nó có khá nhiều cổ phiếu ví dụ một số cổ phiếu bất động sản và chứng khoán nhưng mà ở đây thì mình do là mình cũng muốn tập trung vào những cổ phiếu tốt hơn đó, cho nên chỉ đưa ra một số cổ phiếu ở đây để anh chị có thể quan sát chủ yếu là chứng khoán đúng không về khai khoáng có một cổ phiếu này thực phẩm và xây lắp ví dụ có đích điếc nữa là những cổ phiếu khá là ổn nhé ngày hôm nay này giá đóng cửa này giá xem xét mua này tức là kỳ vọng này và hướng dẫn các anh chị bán nhá bảy từ cái, cái giá anh chị mua hoặc là không được giữ khi mà cổ phiếu cùng những cái phi này xét cho giá đóng cửa nhé và trong nền thì vẫn sử dụng là MA20 trên nền vẫn sử dụng MA10 nhé các anh chị thấy là những cái cách như này anh chị thấy đơn giản quá đúng không thực ra phải đơn giản thì mới dễ làm thật là các anh chị cho phức tạp đấy rất là khó dùng nhé đến khi mà chúng ta đang xem xét mua hay bán mà chúng ta cứ loay ha loay hoay chúng ta đi vào các group chúng ta hỏi chúng ta đi tìm tin tức đúng không chúng ta gõ là có tin gì đối với cổ phiếu này như thế thì chúng ta sẽ mất hết cái thế chủ động của mình và rất là khó để thành công là rằng chúng ta đưa ra mấy công thức đơn giản này này chúng ta nghiên cứu chúng ta kiểm nghiệm chúng ta thấy đúng thì chúng ta dùng nhé là chơi như kiểu đấy thì chúng ta mới ngủ ngon được mà nó mới hiệu quả được anh chị nhé đó là cái cách mà mình hay nói đúng là phải đem lại lợi nhuận lớn mà sai là chúng ta sẽ phải sửa đúng không ạ không có gì chắc chắn cả nhưng mà những cái danh sách này mình tin là 80 là sẽ giúp các anh chị có thể thành công anh chị nhé tiếp theo mình sẽ đi phân tích một số cái nhóm cổ phiếu và phân tích một số cổ phiếu theo yêu cầu của các anh chị. Trước tiên thì các anh chị nhìn qua một chút về các cổ phiếu mạnh nhất, à, các cổ phiếu mạnh nhất ở đây không có nghĩa là chúng ta nên nắm giữ anh chị nhé. Các cổ phiếu mạnh nhất ở đây thì hiểu rằng là tình hình các cổ phiếu đang chạy nước rút ra sao, đúng không ạ? À, số lượng các cổ phiếu đang hoạt động ra làm sao, thuộc các cái nhóm ngành nào và nó đang ở cái giai đoạn nào đúng không? Thì chúng ta biết, ví dụ như này là đang chạy nước rút rất là mạnh này, những cổ phiếu như này thì nó sẽ có nguy cơ sập rất là nhanh nhé ta chạy nước rút thì chúng ta đương nhiên là chưa cần phải bán nhưng sẽ phải cần theo dõi nó nhé trong than này đấy TDN là chạy nước rút rất là mạnh này API này MBG này nha chạy nước rút và hôm nay có sự điều chỉnh rồi BI này chạy nước rút điều chỉnh rồi BC này vẫn chạy nước rút nhá TDH chạy nước rút nhá TCD nhá đúng không ạ VIP nhá VIP ấy, đúng không PST này chạy nước rút điều chỉnh rồi Đấy, APG này điều chỉnh rồi này rất là nhiều rất là nhiều các cổ phiếu chạy nước rút Thì khi cổ phiếu chạy nước rút này nói thế thôi nếu mà thị trường mà điều chỉnh hoặc nó điều chỉnh là nó sẽ điều chỉnh rất là mạnh Bởi vì các anh chị tưởng tượng giống như nó trên ngọn cây ấy, đúng không Các anh chị ở dưới gốc thì gió thì các anh chị sợ gì đâu đúng không Nhưng các anh chị từ trèo lên ngọn cái cao xem mà gió nó rung cho anh chị đu đưa đưa lại là chúng ta cũng lo sốt vó lên chứ đúng không ạ Đấy cho nên là nếu mà đang nắm giữ những cổ phiếu này thì cũng xin chúc mừng anh chị Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận và quản trị nha nếu mà có up thrust này hoặc là có áp cộng một phiên bán ra mạnh này là chúng ta cũng nên giảm tỷ trọng một chút lời dần nhé đấy như này, này đều rất là mạnh nhá thì mình sẽ đi tiếp đến cái phần các cổ phiếu bùng nổ nhé để ra được cái này này các anh chị nhìn cái danh sách này chúng ta có này là từ đâu mà ra đúng không chúng ta lọc từ các cổ phiếu bùng nổ thôi nhé chúng ta lọc từ các cổ phiếu bùng nổ ở đây này nhìn đây mình sẽ đi theo ngành cho anh chị xem đúng không IDG này đúng không? hôm nay điểm mua bùng nổ đúng không TG là ngày hôm qua rồi nhé nhưng mà hôm nay vẫn ok đấy hôm nay nằm giữ thôi nhá. ok tăng giá là ok đấy TDH thì đang chạy mạnh quá chỉ giữ thôi không mua nữa đấy. KDH này điểm mua bùng nổ này anh chị nhé anh chị nhìn thấy KDH thế này, này đúng không ok NTL này điểm mua bùng nổ anh chị nhé SHN thì chưa nhé như này là điểm bùng nổ nhẹ nhé ITD nhé thì điểm mua nó đây này từ hai hôm trước này em giữ là ok nhé BMI này để mua bùng nổ nhé đấy BIC này thì hôm nay có thể tất nhiên nó không phải để mua bùng nổ anh chị có thể mua ở này là gọi là mua bùng vượt nếu trên này nhé gọi là bùng nổ vượt nền còn cái này là bùng nổ để quay trở lại nền anh chị nhé đúng không hôm nay cũng có thể mua được nhé HBS bùng nổ nhé đúng không nhưng mà chưa vượt nền nên ta chỉ quan sát thôi APS thì hôm nay điểm mua vùng nổ nhé thì chạy nước rút rồi nằm giữ nhá. Vì thế nhé VRE vừa nãy mình có nói nhá, đúng không? Một số bạn hỏi này. Thì VRE nó là cổ yếu phiếu hồi phục với chị nhé Đây là cái vùng gọi là Highway ở đáy của nó này. Nó cũng bùng nổ nhá, khối lượng vào rất là mạnh 14 triệu bùng nổ vượt nền nhé Thì uh, mua những cổ phiếu như thế này nó vẫn có thể thành công. Nhưng mà các anh chị sẽ thấy nó có rất nhiều mức kháng cự ở phía trên này này thì khi mà nó lên thì bọn này sẽ có rất nhiều nhà đầu tư người ta sẽ mắc kẹt ở phía trên này và người ta dội xuống thì nó sẽ khó tăng giá hơn anh chị nhé GMD thì khối lượng thiếu một chút xíu nữa thì là một điểm mua cũng tuyệt vời nhưng mà hơi thiếu một chút không sao nếu anh chị mua cũng vẫn được Đấy, TCD cũng ok nhá SGP cũng ok nhá không phải điểm mua vì khối lượng hơi thấp rất nhiều không phải bùng nổ VNP này điểm mua này đây nền một này đây nền hai này đây nền ba này ok nhé BLC mua ngày hôm qua thì ok BLC ok nhé DHM này điểm mua vùng nổ này khá là nhiều để nó rút rồi để nó rút rồi nằm giữ thôi để bc thì thế nhé để nó rút rồi TC6 này DHT này nó rút này BGB thì nó chưa vượt nền mặc dù nó là một cái điểm có cái khối lượng tăng đột biến tuy nhiên là cái hình thái cấu trúc nó không đẹp lắm nên chúng ta sẽ không ưu tiên cái này ok nhé ok là nắm giữ thôi không phải mua TR hôm qua có thể coi là một điểm mua nhé hôm nay đấu giá nhé hết rồi vẫn còn TNG hôm nay điểm mua nhé anh chị nhé TNG điểm mua bùng nổ nhé vs là điểm mua bùng nổ ngày hôm qua nhé các anh chị có thể xem lại cái danh sách ở trong cái video hoặc là trên website ngày hôm qua chứng khoán hôm nay .com á là có nhé anh chị nhé là VTS là điểm mua ngày hôm qua nhé đúng không ạ đấy phát này cái này thì nó không phải nó không phải là điểm vượt nền nó vẫn chạy này nó vẫn chạy chạy, chạy. các anh chị thấy nó, tại nó xuyên suốt nó chạy trên này ma 10 này đúng không nó có phiên nào đóng cửa dưới ma 10 đâu đúng không ạ? idc nhá idc thì nó vẫn chạy nhá cái cổ phiếu này thì xấu hơn nhưng nó bùng nổ thôi mình sẽ review một số nhóm ngành theo yêu cầu của các anh chị nhé. Các anh chị thấy là thì mình sẽ review một số nhóm với như bán lẻ này như PSD nhé là chạy nước rút này có cái lực bán ra này up thrust này bán ra rút chân lên này đúng không ạ thì nó chưa đến mức gọi là nguy hiểm đâu chị nhé nhưng vẫn vẫn có thể chạy được nhưng mà chúng ta có thể chốt lời một phần định được các anh chị này cổ phiếu bùng nổ này bùng nổ vượt nền này thì cổ phiếu này vẫn chạy được tiếp theo DGW này chạy nước rút này up thrust này bán ra này thì cổ phiếu này khả năng sẽ điều chỉnh sâu hơn là cái cổ phiếu trên này nhé PSD này thì ít ảnh hưởng hơn nhưng mà TGW này thì nó vừa có upthrust cộng phiên bán ra khối lượng lớn thì sẽ ảnh hưởng nhiều hôm nay có thể bán được rồi hôm nay là phiên có thể bán được FRT thì vẫn ok nhé thế di động vẫn ok nhé các chị có thể xem lại những cái phiên nhận định ngày hôm trước á, chúng ta đều phát hiện ra nếu thế di động nhé chúng ta phát hiện ra từ phiên này này anh chị này nhé đây là một phiên test phiên test cung nhé test cái lượng bán ra nhé và cạn rồi nó sẽ bùng nổ chúng ta phát hiện ra cổ phiếu này từ phía này chứ không phải là phía này đâu phía này đương nhiên là bùng nổ rồi để bùng nổ nó như tôi phát hiện ra anh chị có thể xem lại clip trước hoặc là xem lại những cái file mình hay tặng các anh chị trước á này ok nhé để mua bùng nổ này ok nhé bất động sản thì khá ổn hơn anh chị nhé một số cổ phiếu mà nó chạy mạnh có tính chất đầu cơ cao hơn thì nó đang chạy đến rút thôi còn một số cổ phiếu khác sau khi rút bỏ hiện nay cũng khá là ổn p này thì nó chạy nước rút xong rồi có sự điều chỉnh này tdh này đang chạy nước rút này scr thì ổn oh, ok nhá dta thì đang chạy chạy nước rút nhá nó vẫn chạy nước rút idg nhá thì là ok nhá hôm nay để mua bùng nổ nhá dg là hôm qua để mua nhá ok nhá lên nói chung những cổ phiếu như này chị nằm giữ thôi vlc thì nó phía dưới thì chúng ta sẽ không ưu tiên CEO định thế này, đấy mấy cổ phiếu Khang Điền là nay đều mua nổi đẹp này, LTL nay đều mua nổi đẹp này nhé. Rất là nhiều mã bất động sản này thì khá đẹp đấy, anh chị nhé. ra này chúng ta không xem, cổ phiếu mà kênh dưới nhưng bỏ qua đi. NBB này ok này, có thể lên được này. HDC này là ok đấy nhá. Anh chị thấy đây nó đang kiệt khối lượng là chạy được đấy. Htg ok nhé nó rũ bỏ về gần cái vùng hỗ trợ trước này rũ bỏ hết lực rũ này khối lượng kiệt này nó lại chạy bình thường anh chị nhé. dvl l này thì, thì chưa xem nhé. Trong hậu này ok nhé. hơi lỏng một chút thôi nhưng mà khối lượng nó rất là kiệt rồi anh chị nhé. Đích này ok này. Đích này nếu hôm trước chúng ta mua chúng ta sẽ bán chạy ở phía này đúng không ạ? Thậm chí đây khi cổ phiếu này là cổ phiếu chạy rồi các anh chị có thể bán ở ma 10 trên này nhé hoặc có thể về ma 20 như bây giờ cân bằng thì nó lại là ok rồi. Các anh chị thấy hôm qua là một phiên test cung đúng không ạ? Nó rũ xuống hết, nó kéo lên đúng không? Hôm nay cũng rũ thêm một chút chứ không rũ được kéo lên thôi. Rất là tích cực nha. cổ phiếu này sớm hơn thì bỏ qua. Mình sẽ phân tích thêm nhóm uh, công nghệ nữa. Đấy, ITD này, đúng không các anh chị thấy ba phiên sau khi có những cái điểm bùng nổ này chạy rất là kinh luôn, đúng không ạ? À, thì nằm giữ thôi. Thì mà gợn thế nhá, đang chạy rất là mạnh rồi, các anh chị thấy điểm bùng nổ ở đây nó chạy cứ thế chạy lên, đúng không? Chạy nước rút này đây là up này xuống đây bán ra khối lượng nhẹ này cổ phiếu này thì chắc cũng có ảnh hưởng nhưng mà không nhiều lắm anh chị nhé upthrust sau đấy là bán ra khối lượng thấp thì có ảnh hưởng nhưng vẫn có thể lên được sgt nhé sẽ rút nhé fpt thì nó đang kiệt khối lượng nhưng nó vẫn lừng khừng ở phía trong cái vùng cái vùng vùng quay này chúng ta sẽ chờ thêm SRA này thì không đẹp lắm nhưng mà khối lượng cũng kiệt rồi vẫn có thể chạy được chị nhá, đây bị phải lại anh chị thấy cái cách phân tích nó rất đơn giản đúng không nhiều anh chị thấy rằng là nó phải có tí phân tích cơ bản nó phải có tí về thông tin doanh nghiệp đúng không nó phải có tí về là phái sinh nó phải có tí nọ tí kia thực ra thì mình thấy cái cách phân tích như thế sẽ làm mà chúng ta bị rối loạn tại sao mình mình không đề cập đến những cái đấy cho anh chị không phải là là mình không biết những cái kiểu phân tích như thế nhưng mà kiểu phân tích như thế sẽ giúp cho chúng ta là nguy hiểm hơn. Nhưng anh chị nhé, nó sẽ làm chúng ta nguy hiểm hơn. Bởi vì sao? Các anh chị phân tích cái cổ phiếu đây này, này. Đúng không? Các anh chị phân tích ở trong quá khứ này. Các anh chị phân tích rất là hay. Thậm chí các anh chị dùng các cái công cụ Explorer này. Các anh chị scan các thể loại backtest các thứ rất nhiều. Lúc đó chúng ta dùng thuần túy kỹ thuật. Đúng không? Tức là chúng ta đã dùng một cái hệ quy chiếu thuần túy 100% kỹ thuật. Thế thì tại sao chúng ta lại dùng cái hệ quy chiếu đấy cộng với nhận định ABC tin tức đúng không là thì cái nội kia vào rõ ràng là chúng ta đang bản chất lúc đấy giờ là cái hệ quy chiếu mới của chúng ta nó đã bị biến dạng cái hệ quy chiếu cũ rồi đúng không ạ cho vậy mình sẽ phân tích cho anh chị các anh chị thấy cách phân tích này có vẻ rất là đơn giản nhàm chán nhưng mình khẳng định nó sẽ là hiệu quả nhất trong những cách mà anh chị phân tích nhé những cái thứ nhàm chán đơn giản nó mới là những thứ hiệu quả còn những cái thứ mà trộn gạo với thóc lẫn lộn vào á, thì sẽ giúp cho các anh chị nghe được rất là hay rất là pro rất là chuyên nghiệp đúng không ạ rất là có nhiều thứ mang đến chất là đặc thù của ngành nghề nào thì ngành tài chính các thứ rất là hay nhưng mà mình thấy là nó sẽ không hiệu quả ở trên thị trường chứng khoán thì nếu anh chị mà nghiên cứu á, nó có rất nhiều những cái công thức từ định giá này từ phân tích kỹ thuật này từ hệ rất rất nhiều hệ thống vật nhé thậm chí những cái hệ hệ thống gọi là mang chất là chiêm tinh này những cái hệ thống gọi là vẽ các cái vũ trụ rất là nhiều những công thức nhì nhằng nhưng mà các anh chị thấy là đối với cái hệ công thức cái hệ, cái phương trình của họ các anh chị chỉ sửa ở bên phía bên tay trái một đơn vị hoặc không, phải không một đơn vị thôi là bên tay phải nó đã cho chúng ta chạy một vòng rồi. Cho nên là nhiều khi cứ thấy những cái phương trình rất là hay, chúng ta đưa vào đấy chúng ta thấy là nó rất là cao siêu, rất là đẳng cấp, nhưng thực ra là cái phía bên trái ấy, cái phía vế bên trái ấy, các anh chị chỉ sửa cho nửa cm, nửa ly, mm là bên phải nó chạy cả vòng rồi. Cho vậy là nhiều khi đưa vào phương trình càng nhiều nó càng rối đó thì thực ra khi mình xây dựng cái kênh này này chia sẻ với anh chị là khi xây dựng cái kênh có chứng khoán này này là chia sẻ cho anh chị cách mà nó hiệu quả đơn giản và ngủ ngon nhất nhé khẳng định là sẽ ngủ ngon nhất anh chị nhé và khi anh chị hiểu được cái phương pháp này thì các anh chị cũng cần phải thuộc của ai chắc là các anh chị chủ động 100 đây là cái điểm bùng nổ nhé nó bảo hiểm khá là tích cực nhé rất là ok nhé mic thì ok nhé kiệt vôn bích định thế này xong rồi rũ bỏ này hết lực rũ rồi nhé kéo lên anh chị nhé dòng bảo hiểm khá là tích cực trừ bvh và kênh dưới thì không không tính dòng chứng khoán thì rất ok anh chị nhé dòng chứng khoán thì các anh chị thấy là một số cổ phiếu đang chạy nước rút thì không tính nhưng cổ phiếu này đều rất là tích cực nha bms này bùng nổ vượt lên này vượt nền này rút này test rút ra lên này ok nhá ok nhá aps nay nay để mua bùng nổ nhá FLT kiệt vôn rất ok nhé trên nền nhé lúc dòng chứng khoán các cổ phiếu chứng khoán này thì không cần phải nói nhiều anh chị nhé chỉ cần nó chạy một phát là nó chạy cả đàn hết rất là ok nhé trừ mấy cổ phiếu kênh dưới thì không tính thôi bích viết này thì sẽ không tính nữa, nhé ART này kênh dưới thì tính thì những cái cổ phiếu kênh trên này rất là đẹp anh chị VTS là thứ rất là đẹp FPS ok nhé Trên nền, nền của nó này Đấy. rất là đẹp những cổ phiếu này anh chị hôm nay đều có thể tham dò vị thế được nếu mà thị trường nó bùng nổ là chúng ta sẽ có ngay những cái cái vị thế cái lợi thế ở đây chúng ta gia tăng còn đương nhiên mà chúng ta thấy nó sai nó rơi đây chúng ta sẽ chạy thôi mình thấy nó cũng an toàn mà đúng không mình sẽ đi thêm cái dòng của dịch vụ vận tải này các anh chị thấy này TCD này, ok này SKG ok này VSC này bùng nổ vật nền này rũ lại này vẫn ok nhé khá tích cực một số cổ phiếu chạy nước rút này thì, 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 chúng ta xem xét chúng ta bán nhá nếu nó có up cộng một phiên bán ra mạnh thì nên bán còn không có mình nghĩ ok này ạ cái cổ phiếu dưới thì xấu hơn hóa chất này đúng không lát này thì hôm qua để mua bùng nổ này up này hôm nay bán ra tiếp là như rút đóng kéo lên đóng ở giữa này và trên cái nền cũ này vẫn ok nhé có thể lên được ECM ok nhé kiệt vôn rồi nhá ở phía trên rất ok DPM ok anh chị nhé rất là ok BTC này xấu thôi BFC thì thủng rồi nhá thủng cái vùng hỗ trợ trước rồi thì cổ phiếu này thì cẩn thận Nên chúng ta sẽ phải bán ngay từ phiên này rồi này thủng mà 20 bắt đầu phải bán cái này phải bán rồi này nếu chị mua lên quanh đây thì phiên này anh chị phải chạy rồi nhé nguyên tắc của mình á là mua sau khi tích lũy và bán trước khi phân phối hoặc là bán trước khi tái tích lũy tức là chúng ta thấy sau khi nó củng cố tốt rồi thì chúng ta sẽ mua và thấy chúng ta sai là chúng ta phải sửa ngay nhá ví dụ đến đây mình thấy sai là mình sửa ngay còn đến đây nó vẫn ok nó lại quay lên thì ta lại đánh tiếp đúng không giống như cổ phiếu đích nãy mình vừa nói với anh chị đúng không nếu đích là sai chúng ta phải chạy chạy ok lại có đứng có ra mua lại được nhá ví dụ đây là anh chị phải chạy rồi ví dụ nếu đánh theo ma 10 đây vượt nền đúng không ma 10 anh chị phải chạy đây rồi hoặc cùng lắm ma 20 thì anh chị phải chạy ở đây Nhưng sau phía này phía này các anh chị lại nhảy vào mua lại được nhá nguyên tắc là nó phải thế còn chúng ta sẽ không không cãi nhau với thị trường và không cãi nhau với cổ phiếu đúng không đúng là lợi nhuận lớn mà sai là sửa Đấy, đó là cách tiếp cận vấn đề của mình như thế Quận uh, hóa chất cơ bản thì vẫn ok nhá SV thì hai cái after earth ở đây nhá thì nó có chút rủi ro chúng ta cẩn thận hơn nhưng thực ra nó chạy nước rút rồi nha anh chị nhé đây thực ra không phải nền đâu nó nền ở dưới này đây làm gì có điểm nền đâu Cổ phía này nó chạy từ đây lên không có chạm nghỉ luôn SPV ok nhé TTV thì chạy rồi cũng after earth rồi cẩn thận nhé hai after earth rồi HD này nó chạy kinh quá này DRC này tiêu cổ phiếu đúng không ạ một nhịp hai nhịp ba nhịp bốn nhịp bốn nhịp ăn à vẫn ok nhé vẫn ok như này vẫn nắm giữ được không có đề gì cả PNP hôm nay để mua nhé mua vùng nổ vượt nền nhé đó PLP này mua vùng nổ vượt nền nhé PLC thì hôm qua mua nhé đây đấy vẫn ok nhé anh chị hỏi đây đấy vẫn nắm giữ ok đây có thể di chuyển nó lên cái phần khu mới này nền mới của nó đây nhé Ltg nhé cũng vẫn có thể ok không đẹp lắm thôi nó không có nó không cái tiền chen của nó cái chen trước của nó tít đây này rất xấu nhé này thì lộng nhộn cổ phiếu nào mà có cái chen trước đẹp á, thì cái trên cái cái cơ hội hiện tại và sắp tới sẽ rất là cao dpr này ok nhé anh chị nhé ok cổ phiếu này thì bên dưới rồi ok anh chị nhé thì các anh chị à mình review thế thôi các anh chị có cái câu hỏi nào quan tâm cái cổ phiếu nào thì các anh chị có thể có uh, comment ở phần bên dưới thì mình sẽ làm các cái video tiếp theo thì mình sẽ giải thích thêm hoặc là anh chị có thể join vào cái group mình sẽ có hai group một cái group miễn phí để chia sẻ thông tin anh em với nhau còn có một cái nhóm vip nhá cái nhóm vip thì mình sẽ giải đáp nó kỹ hơn rất là kỹ à, cái trong cái cái file này này mình sẽ tặng cho các anh chị nhé các anh chị có thể download ở phía dưới của cái video nhé hoặc là các anh chị có thể lấy ở trong cái nhóm Zalo anh chị nhé còn cái file Excel này này, mình có cái file Excel này, này Đây mình sẽ lướt qua anh chị xem một chút này. Nhá, mình sẽ có các cái đặc tính như là cổ phiếu kiệt vôn này, cổ phiếu bùng nổ, cổ phiếu mạnh này, cổ trên MA10 này. Cái điểm mua bùng nổ này, các cái, các cái cổ phiếu cần theo dõi đây này thì cái lướt để các anh chị có thể xem. Cái cổ phiếu này mình sẽ cái cái file Excel này mình sẽ gửi ở trong cái nhóm nhóm VIP anh chị nhé. Ok nhé, rất nếu thì dừng lại các anh chị xem. Nói chung cổ phiếu nào mà thuộc cái nhóm mạnh nhất thì là rất ok rồi. Đúng không ạ? Đấy, nhóm ấy rất nhiều này. Nhóm ngân hàng này thì nó đang yếu nhé, nó đang rất là yếu. Bình ngành của nó còn âm 1,23%. Vâng. Ừ. Thế thì anh chị có đây có thể xem rồi này. Nhóm mạnh nhất này. Đúng không? Nhóm mạnh nhất này đúng không ạ trên mà 10 là những cổ phiếu khá là tích cực rất là tích cực này nhìn được nhé cổ phiếu bùng nổ này Đấy, nhóm cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ này đúng không ạ nhóm các cái kiệt vôn này xuống lên kênh trên kiệt vôn này đây khá là nhiều nhé hôm nãy mình đối với các cái gợi ý mua ở đây thì mình chỉ gợi ý một số cổ phiếu thôi anh chị nhé Nên này thì có một số thôi tại vì cũng không đưa hết ra được cái này thì dành cho những anh chị mà cũng hiểu qua cái phương pháp về dòng tiền, hiểu kỹ về cái phương pháp dòng tiền của Kelsi thì anh dùng anh chị dùng cái file Excel này nó sẽ tốt hơn. Còn đối với các anh chị đầu tư cá nhân thì mình nghĩ các anh chị có thể dùng cái file này là cũng có thể mang lại lợi nhuận và cái tội kiếm tiền cho anh chị tám mươi phần rồi. Ok, các anh chị thấy video hữu ích thì vui lòng chia sẻ cho những người quan tâm. Các anh chị thấy kênh um, ok thì anh chị ủng hộ kênh, kênh để admin tiếp những cái động lực để phát triển kênh trong thời gian sắp tới cũng như phục vụ anh chị tốt hơn ok cảm ơn các anh chị chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn và chúc buổi tối vui vẻ